Hello tất cả mọi người đã đến với clip tiếp theo của MDQ TV của mình. Hôm nay MDQ TV sẽ cùng gửi đến cho tất cả mọi người về linh vật xuân Tân Sửu năm 2021 tại quảng trường Quy Nhơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu clip ngay sau đây. Đây là linh vật của xuân Tân Sửu năm 2021. Đây. Linh vật đây cho mọi người coi nè. Trời ở Quy Nhơn thì cũng hơi lạnh chút, hơi xe lạnh. Đây là những cái quán chân.
Lên bạn bên kia nha. Đây là các hoa quả trong ngày Tết. Đây là phần sau lưng là tàu thuyền, phần con tàu thuyền đánh cá. Rất đẹp nha mọi người. Kiểm tra chặt chẽ người đi từ vùng địa phương có dịch về để đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát người đi từ vùng địa phương có dịch về tỉnh. Rồi thì đến đây video clip của mình cũng xin được tạm dừng tại đây. Thì rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm, chú ý lắng nghe và theo dõi. Thì hãy đừng quên nhấn like, share và đăng ký nhấn nút chuông để cập nhật những video cũng như clip mới nhất của mình. Và mình cũng xin chúc tất cả mọi người có một mùa đón năm mới Tết Tân Sửu tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Và xin hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những clip tiếp theo của mình nha. Bye bye.